Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 6, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cùng các Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành VBPA đã đến thăm chúc mừng công ty truyền hình Invest TV, đơn vị truyền thông thành viên trực thuộc VBPA, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2022. Qua đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều đã biểu dương các kết quả đạt được của Invest TV thời gian qua và lưu ý những người làm báo chí, công tác truyền thông của Invest TV cần phát huy thế mạnh của mình, khai thác nhiều tiềm năng tốt của hiệp hội đang có, từ đó đi trước một bước trong công tác tuyên truyền và để các thông tin mang tầm dự báo, định hướng kịp thời cho doanh nghiệp, hiệp hội, doanh nhân, cộng đồng và xã hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng hội cùng với các thành viên vẫn nỗ lực, tích cực trong mọi hoạt động, đảm bảo ổn định các mặt công tác về hình thức online và offline. Đối với truyền hình Invest TV, đây là một kênh truyền thông tốt và quan trọng của hội. Thời gian qua, Invest TV đã không ngừng nỗ lực vượt qua đại dịch với nội dung tin hàng ngày chất lượng, phong phú, đa dạng, khẳng định vai trò thành viên quan trọng của mình trong hội. Trên cơ sở đó, tôi mong rằng thời gian tới Invest TV ngày một phát huy thế mạnh và chức năng nhiệm vụ của mình hơn nữa, gắn kết, tuyên truyền tích cực cho các doanh nghiệp, hội viên, khai thác hiệu quả những tiềm năng của hiệp hội, trở thành một kênh truyền thông, truyền hình quan trọng của VBPA. Khi mà nhu cầu trao đổi, gắn kết thông tin truyền hình của các doanh nghiệp ngày càng phát triển trong thời đại số hóa. Đáp lời ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, ông Hồ Quốc Thân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền hình Invest TV, đã cảm ơn và ghi nhận những yêu cầu, định hướng chiến lược mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều đã nêu. Đặc biệt là cảm ơn VBPA đã luôn dành sự quan tâm, động viên quý báu đối với đội ngũ những người làm công tác báo chí, truyền thông vào mỗi dịp 21 tháng 6 hàng năm. Qua đó, Invest TV cũng khẳng định rằng sẽ luôn bền bỉ đồng hành với các doanh nghiệp. Cũng trong khuôn khổ buổi gặp mặt chúc mừng ngày 21 tháng 6, đoàn VBPA và Invest TV đã có sự giao lưu chia sẻ thân tình, mang lại bầu không khí đoàn kết và tràn đầy năng lượng cho công việc.